Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ quyền lộ số 4 nha. Cái này là đường này thì nó dọc bờ sông Ma Lai. Cái chỗ mình đang đứng này là bên đây là của xã An Phước. Ngay chỗ ngã tư trước mặt mình nè. Nếu mấy bạn quẹo phải thì cái hướng đi ra khu công nghiệp Châu Long nha, đi ra ngay chỗ chợ Lộc Sơn. Còn quẹo trái thì đi ra ngoài bờ sông Ma Lai. Ở đây coi cây phượng nở rất là đẹp luôn. Ngày xưa mình thấy phượng rất là nhiều chứ còn lúc rài thì đi thấy cũng lác đác à. Ngay chỗ mấy cái trường học cũng vậy nữa, giờ có nhưng mà còn rất là ít. Hôm mình qua đây là qua của xã Phú An Hòa rồi nha. Thì là cũng của huyện Châu Thành luôn. Thì bữa nay mình sẽ tiếp tục lộ trình đi dọc cái bờ sông Ba Lai. Thì bữa nay mình sẽ đi từ đây mình đi lên tới cầu Ba Lai 2. Là cái cầu bắc ngay chỗ đường quốc lộ 60 mới đi ra ngoài cầu Rạch Miễu á. Ở đây có bán tạp hóa nè. Dọc cái tuyến đường này thì thường thì chỉ có gặp tạp hóa với bia nước ngọt rồi thôi. Chỗ nào mà có học sinh á, thì bán ăn sáng đâu đỡ đỡ đường tí, hoặc là cơ quan nhà nước đâu. Chứ còn không thì bạn thấy nhà cửa khá là thưa. Mặc dầu là cái lộ này thì mới làm lại nha, nhưng mà lúc rài thì cất nhà cũng hơi khó, nó phải có thổ cư mới cất được. Chứ còn không mà lúc trước mà lộ mới làm vậy nè là người ta cất lên rất là nhiều. Có khúc này thì trồng dừa với trồng bưởi là nhiều, đặc biệt là dừa đó. Dừa thì hồi đó giờ rồi, còn bưởi thì mới khoảng chừng 10 năm nay à. Nhưng mà mình thấy cái đợt bưởi đầu bây giờ nó đang bị si nè, có một số thì người ta đốn bỏ luôn. Mình thấy mình có trồng su đũa nè. Có nhiều người người ta đốn, người ta trồng lại hàng dừa. Ngày xưa thì đốn dừa trồng bưởi, còn bây giờ thì đốn bưởi trồng lại dừa. Hoặc là có chen mít vô nó. Ở đây thì có mít nhưng mà cũng ít nha. Là để có mấy cái đống phân bò nè. Nó hình đỏ thì có một số chỗ thì có trồng cỏ, nuôi bò, nuôi dê rồi. Mình nhớ là có nuôi heo nữa. Nhưng mà thường thì nằm tú khúc trong đó, hoặc là sát bờ sông nữa. Cái còn sát lộ thì gần như không thấy. Tại vì ở dưới quê mà nuôi heo thì nguyên một cái sớm đó là nó hôi lắm. Nè, chỗ này thu mua phế liệu nè. Nó cái dừa cũng khá là bự. Nó chỗ này bán ăn sáng mà giờ hết khách rồi. Phía bên phải mình nó là trụ sở ấp Phước Hòa. Nó gần như các bạn thấy toàn là dừa không à. Chạy mấy cái đường lộ nhỏ nhỏ vậy nè, mới ngắm dừa rồi mới đã. Chứ mấy bạn chạy ngoài mấy cái đường lộ lớn là coi như thua. Cái đường huyện vậy thì ngắm cũng được nữa chứ không đã lắm. Các bạn phải chạy những cái đường mà lộ bê tông á. Thì khi đó mới chạy dưới những cái rặng dừa nhìn nó đã lắm. Chứ còn lộ nhựa vậy thì thường người ta cũng cất nhà. Tại vì cái đường này ít người đi á. Chứ nếu mà nhiều người thì mình thấy cất cũng bích chịch hết à. Tại vì thường thì công nhân người ta đi, người ta đổ ngoài đường lộ lớn phía bên phải mình á. Là bạn thấy cái dãy bên phải mình nè. Gần như là cho thuê nhưng mà được có mấy người thuê chứ gì. Còn như đóng cửa không à. Có khúc này thì nhà trọ đều khá là nhiều nha, để phục vụ công nhân. Bây giờ mà cất mặt bằng sát lộ mà để buôn bán là mình thấy bại hơn nhiều hơn là thành. Đây là cái dừa lão người ta cưa, người ta để dọc dọc lộ nè. Mấy cái dừa này thường sẽ ginh lại trại cưa. Cái đường này lúc trước thì cầu nhiều lắm nha, nhưng mà bây giờ thì nó sửa thành cống hết trơn rồi. Nên mấy bạn chạy nguyên cái đoạn đường này mấy bạn sẽ không có gặp mấy cái cầu đó. Còn những cái con đường bên phải mình á thì thường thì nó thông ra ngoài lộ lớn hết rồi. Giờ thì nó cũng tráng bê tông rồi hết rồi. Còn không thì bèo nhất thì cũng đổ đá. Nè bên trái mình có bưởi nè. Lúc ra thì bưởi cũng rẻ lắm. Bởi vậy nên nhiều người ta đốn, người ta bỏ, người ta không có trồng nữa. Với bưởi ăn thì cũng không có bền nữa. Ăn chừng 5-7 năm là nó bị suy à. Giờ mình thấy trồng mít với trồng dừa là nhiều. À có một số chỗ mình thấy có trồng ổi nữa. Nhưng mà ổi mình thấy ăn cũng không lâu nữa. Tại vì nhà mình có thằng bạn nó trồng ổi. Rồi phải nói thằng bạn ở nhà nó trồng ổi mới đúng. Thì nó trồng nay chắc cũng được 4-5 năm vậy. Rồi giờ bị rầy quá trời luôn. Ở một ngày xử lý làm sao cũng chưa được nữa. Làm như là trồng lâu rồi nó cũng bị bệnh nữa.
Giờ thì cái nào cũng vậy á. Vừa thì cũng bị bệnh luôn. Phía bên đây thì đỡ nha, chứ phía bên trái mình, phía bên kia sông Ba Lai, bên Phước Thạnh á, thì có một số chỗ thì nó bị sâu đầu đen. Nhãn thì nó bị đầu lân. Còn ổi thì nó bị rầy. Mít thì mình thấy nhiều chỗ thì nó bị rụng lá ngọn, rồi cái nó héo, nó chết từ trên chết xuống cũng có. Với lúc rầy mình thấy có một số chỗ cũng có trồng sồi nữa, đặc biệt là hàng sồi Đài Loan á, nhưng mà nay thấy cũng rẻ quá trời, bán dọc lộ có 4-5 ngàn một ký à. Sồi đó thì ăn rất là ngon nha, một trái nó thường thì cũng gần cả ký hơn, nhỏ nhỏ chứ thì cũng nửa ký rồi, nhưng mà ăn rất là ngọt. Sồi sống hay là sồi chín thì cũng vậy, sống thì ăn cũng không có chua lắm. Và phía bên phải mình là ủy ban xã Phú An Hòa nè, cái đường bên phải mình là lộ Điệp nha, nó đang làm. Ở này mấy bạn quẹo phải ra ngoài lộ lớn á, rồi bên trái có cái nhà sơn cũng rất là hoành tráng luôn đó nè, sơn cái màu cam nhìn rất là đẹp nha. Khúc này thì giờ thì thường thì toàn là nhà tường đó, mà còn nhà mới cất thì hay gặp nhà máy Thái lắm. Này cũng như căn bên trái mình nè. Với lúc rồi ở dưới quê thì người ta cất nhà lầu cũng nhiều nữa. Thường thì một lầu là mình thấy nhiều nhất, hai lầu thì hình như không gặp. Có ngoài lộ lớn thì quả may, chứ ở trong vườn thì thường thường là một lầu là dữ lắm à. Tại vì đất ở dưới quê thì khá là rộng, người ta cất thoải mái lắm. Còn biệt thự thì lâu lâu mình thấy cũng có nữa. Nhiều căn nhìn giống như là một cái tòa lâu đài á, nhìn rất là đã. Nè khúc này toàn là dừa không nè, này dừa tơ không à. Các bạn đi mới gặp mấy cây dừa lão và nhìn nó mới đã. Nè bên trái mình thì cũng bán nước, bán nước với bán quán ăn. Còn khá khá một tí nữa thì có tay nghề thì thấy mấy cái chỗ mà làm móng hoặc là gội đầu đồ, ăn mụn đồ, thì quanh đi quẩn lại có nhiêu đó đó. Còn mấy anh thì ví dụ như sửa xe hoặc là hàng tiện đồ, thường thì người ta làm ở mặt bằng nhà không mà, nên đỡ tốn kém. Chứ còn nếu mà thuê thì rút rài cũng hơi chua lắm á. Tại vì ví dụ như lộ nè, các bạn thuê cái mặt bằng thì bèo nhất thì cũng 500-600 rồi, cái nào mà xịn xịn chút thì cả triệu. Nó chạy cái đường này thì mấy bạn ngắm mấy cây dừa đồ đã lắm. Rồi bên trái mình ba cây dừa nước nó mọc bít cái con kênh nhỏ luôn rồi. Chứ lúc trước thì đi cái đường này cứ đi một khúc là gặp mấy cây cầu à. Như lúc rồi mình thấy cái đường này nhà cửa nó cũng đông đông nữa, chứ cách đây mấy năm trước mình đi xuống thì thấy nó cũng vắng lắm. Giờ thì nhà có điều kiện người ta làm hàng rào đổ trơn à. Cái đường này hồi hổm mình đi thì mình nhớ là nó có đèn đường á, mấy cái trụ sát bên trái mình á, mà nay hình như gỡ bóng gỡ dây điện hết trơn à. Giờ còn giống như cái cột cờ vậy. Chứ hôm hổm mình nhớ đi cái đường này buổi tối bắt đèn rất là sáng luôn. Ở bên mình cũng vậy đó, nhiều đường thì dân người ta gom tiền rồi đó, cái người ta làm hình như mỗi tháng là đóng mấy chục ngàn á, bên mình cũng vậy đó. Nên đèn đường chạy rất là đã. Nhiều khi mấy bạn chạy mấy cái lộ nông thôn mà buổi tối á, nó còn sáng hơn chạy mà quốc lộ nữa. Tại mà quốc lộ thì có nhiều đoạn đường nó tối thui à. Những khu vực mà đi qua thị trấn hoặc đi qua thành phố rồi thì nó sáng sáng. Cũng như mình nhớ cách đây mấy năm trước mình đi thành phố vậy đó, mình về cái đường đó buổi tối hả, nó đen thui và gần như là chả thấy đèn đuốc nhé. Nhà dân thì chỗ nào có thì nó sáng được chút xíu. Còn cái đường này nay sao mình thấy mấy cây trụ nó gỡ bóng đèn ở trơn cũng chả hiểu nữa. Tại vì mình nhớ hồi năm rồi mình đi thì thấy còn, tại vì lâu lắm mà mình cũng không đi đường này. Tại vì hôm hở thì nó đang làm lộ á, nay làm xong mình mới đi cho quay cho bạn coi nè, chứ hôm hởm làm lộ thì bụi dữ lắm. Nó làm nay cũng 2-3 năm mà mình nhớ làm hồi như hồi trước dịch lắm, mà tới nay mới xong nè. Giờ thì nó vẫn còn ít đá mi nha, chạy thì nhiều khi nó cũng còn bụi chút, nhưng mà chạy một thời gian thì ba cái đá nó văng hết rồi nó sẽ đỡ thôi. Ngồi phía trước mặt mình có mấy cây dừa lão nó nhìn rất là đã luôn. Dừa lão vẫn còn nhưng mà bây giờ khá ít. Các bạn thấy những cây dừa mà sát dây điện vậy đó cũng khá là khó đốn nữa.
Rốn thì nó ngã tùm lum hết trơn à. Nó ngã mà vướng vô dây điện là mệt nữa. Có nhiều cây thì nó vướng vô dây điện rồi. Rồi hay đốn một cây dừa chứ cũng kỳ công lắm. Bây giờ thì người ta đốn thì người ta có cưa máy nó rất là tiện. Chứ còn ngày xưa mình nhớ mà đốn bằng bằng búa, bằng dao rồi đó. Rất là cực. Mỗi lần mà hạ một cây dừa lão là kêu nguyên xóm lại gần cả chục người á. Đầu tiên là phải lên rồi mé lá. Mé lá xong rồi buộc dây. Buộc dây rồi kiếm cái hướng để ngã nữa. Chứ ngã bậy ngã bạ nó vô nhà hoặc là nó vô cây cối đâu. Thường mình thấy là hạ hay hạ là nằm dọc mương là nhiều. Mình nhớ rồi đó, mỗi lần mà đốn dừa là kiếm mấy cọng dây luộc đó, rất là bự, nó bự bằng chắc cũng cỡ cổ tay, nhỏ hơn cổ tay một chút. Còn bây giờ thì có cưa máy rồi, mình thấy nhiều người người ta leo lên người ta cưa khỏi cần dây nhờ hết, làm rất là tiện luôn. À, với mỗi lần mà đốn dừa đó là có cái củ dừa ăn rất là ngon nha. Củ dừa đó mấy bạn có thể là làm gỏi hoặc là kho đồ cũng được đó, ăn rất là đã. Giờ thì mấy cái đó thì mấy bạn ra chợ là buổi sáng là có bán hết nè. Chứ còn hồi đó mà mỗi lần muốn ăn thì cũng cực lắm. Phải đợi đốn dừa mới có. Còn bây giờ chỉ sợ không có tiền thôi. Như vợ Bến Tre thì bây giờ muốn ngắm dừa lão thì cũng ít nữa. Có vài khu vực nó còn nhiều thôi. Hoặc là còn lác đác vài cây à. Nếu mà ngắm thì mấy bạn phải dựa nguyên một cái khu vực mà toàn là dừa lão không kìa. Dáng nó nhìn mới đã. Như giờ thì dừa lão thì thường thì bán dừa khô mà. Cũng như mấy cây bên trái mình như đó. Thì người ta sẽ ở dưới người ta lấy cái đồ vực người ta vực. Người ta nói hai hoặc là ba cây sào lại người ta giật xuống. Mà thường thì giật ở trên mà nó rớt xuống thì trái nó lún với sình thì rất là sâu nha. Nhiều khi đi kiếm cũng mệt. Mà dừa khô thì nay với mình thì còn có chừng ngàn trái nha. Chỗ nào đỡ đỡ thì được 1.500. Lâu lâu thì nhiều khi nó vô mùa là nó rẻ lắm. Còn có khi thì nó rất là mắc. Nhưng mà mình thấy trường hợp nó hiếm lắm. Cũng như nhiều chỗ với mình nha, người ta mua dừa đi thì mình chỉ cần mình mang dừa lại thì người ta mua. Còn có nhiều chỗ mình phải lột ra rồi mình giao cho người ta thì bán nó giá nó sẽ đỡ hơn được một tí. Còn không thì kêu người lại bẻ thì nó rẻ nhất. Các bạn thấy một cây dừa vậy leo lên leo xuống là cũng mệt lắm. Mấy cây dừa xiêm xanh thì thấp thấp thì còn đỡ nha. Thấp thấp thì leo lên thì buộc dây hạ hoài xuống rất là khỏe. Còn dừa lão là coi như thua. Chỗ bên phải mình thì đang làm lộ nè. Mình thấy nó đang đổ bê tông. Nó lộ quê thì giờ thường gặp lộ bê tông mà, hoặc là lộ đá. Còn mấy cái con đường huyện, đường tỉnh thì hình lộ nhựa hết rồi. Nó làm phía bên phải mình nè. Nói như bây giờ thì lộ làm lại nó cũng nâng lên nữa. Nâng lên bèo nhất thì cũng 2-3 tấc. Nhiều con lộ mà gần sông lớn mà hay bị ngập á, là nó nâng lên có khi cả thước mấy luôn. Giờ những cái con lộ nó giống như những con đê vậy. Để ngăn nước ngập giống vậy. Cũng như cái đường mình chạy nè, dọc sông Ba Lai nè, phía bên trái thì vô những ngày nước lớn á, thì nhiều khi nó ngập cũng dữ lắm. Có khi một tháng thì bị vài ngày thôi, nhưng mà cây trái rồi nó cũng bị úng gốc nữa. Còn bên phải thì nó có cái đường lộ nè, nên nó đỡ đường tí. Tại giờ thì những cái lộ nó làm lại nó đều nâng cao hơn nước ngập đó nè. Có nghĩa là ngày xưa nước ngập thì qua mặt lộ, còn bây giờ thì lộ phải cao hơn cái mặt nước đó, để nó không có tràn vô chứ vậy. Nào bên trái có cái nhà khá là đẹp nè. Lâu lâu mấy bạn sẽ gặp những cái căn nhà mà nó nằm ở dưới những cái vườn cây ăn trái hoặc là dưới những cái vườn dừa đó. Nhìn rất là đã luôn. Khúc này mình chạy gần tới trường Trần Văn Ơn rồi nha. Là trường Châu Hành A ngày xưa đó. Hồi đó thì mình học là Châu Hành A. Mình vừa ra trường xong là nó đổi thành tên thành Trần Văn Ơn luôn rồi. Bây giờ thì gần như là mấy cái trường thì nó hay đổi tên thành những người có công với cách mạng lắm. Tại vì mình nhớ Trần Văn Ơn hình như quê là bên Phước Thạnh hay gì nè, cách bên kia sông. Bên đó thì có cái đền thờ ông nữa. Còn trong trường này bữa hổm mình đi ngang mình thấy có cái tượng đài ông nữa. Ở phía bên trái mình cái này cổng sau nha, cái chỗ gửi xe.
Còn cái nhà vàng vàng đó là mình nhớ là cái hội trường. Còn mấy cái dãy trong thì gần như là không có thay đổi chứ. Thay đổi là chỉ là cái hàng cây phía trước nè, nay nó bự rồi. Chứ mình nhớ hồi mình đi học nó có chút xíu à, chỗ này cỏ tranh không à. Mỗi lần mà mần cỏ mà được trường phân ở chỗ này là đổ mồ hôi luôn. Toàn là cỏ tranh với rác đâu không à. Là phía bên phải mình là trường tiểu học thị trấn nè. Ở đây phía trước có mấy cây xanh rất là mát luôn. Mấy cái trường mà lâu lâu năm á, thì mấy bạn thấy cây cối đâu nhiều. Chứ còn mấy cái trường mà mới xây á, thì gần như là nó đốn gần rụi hết trơn à. Rồi sau nó mới trồng lại. Bởi vì trường mới xây thì khá là nắng. Còn cái dãy này thì gần như là hàng quán hai bên là bán cho học sinh đâu mà. Cái giờ học sinh đi học buổi sáng là đông nhất. Buổi trưa thì học sinh về thì lai rai được chút, với buổi chiều được cũng lai rai, còn buổi sáng là đông nhất, đặc biệt là bán ăn sáng đồ. Gần như ở đây đối tượng là học sinh đâu mà. Nhà phía bên phải mình là trường chính trị. Ngày xưa cái đường này mình đi mình nhớ nó có chút xíu à, khá là nhỏ. Với hồi nãy mình chạy ngang cái chỗ trường chính trị là gần đó có cây cầu nữa, cầu sắt. Hồi nay nó sửa thành cái cống rồi. Nói đường này mấy bạn quẹo trái cũng được đó nha. Khu vực này thì bây giờ nó làm lộ và chạy rất là ngon lành. Nó phía trước mặt mình đó là quốc lộ 60 cũ. Cái này nếu mà bạn quẹo phải cái hướng đi ra bến phà Rạch Miễu á. Ngày xưa thì đi Mỹ Tho thì đi đường này không nè. Nhưng mà bây giờ nó mở cầu rồi nên đi thì đi cái hướng phía trên. Còn phía bên phải mình đó là trung tâm giáo dục Thường Xuyên. Ngày xưa nó là trường Châu Hành B. Hồi đó mình học cấp 3 thì cứ thi vô Châu Hành A. Thi Châu Hành A mà rớt rồi đó, nếu mà nhà có tiền á thì vô Châu Hành B học. Còn nếu mà nhà nghèo nghèo thì ở nhà phụ nhà luôn. Chứ còn mà lên Diệp Minh Châu ở trên Tiên Thủy hoặc là đi xuống Bạch Đình Chi thì rất là xa, đâu có điều kiện đâu. Nhà khá khá thì còn đi được, chứ còn nhà nghèo nghèo như bên mình thì thường mà thi rớt Châu Hành A là xong viên rồi đó. Ở cái đường ở quốc lộ 60 cũ này thì nó có mấy cái cây cổ thụ rất là lớn nha. Nè cũng như bên phải mình nè. Có nhìn rất là đã luôn. Ở Bến Tre thì mình thấy có cái đường này thì bây giờ còn mấy cây này nhiều thôi. Nó kéo dài dọc dọc ở ngoài tới bến phà lắm. Nhưng mà lúc rồi mình thấy cũng bị đốn bớt rồi. Đốn một mớ chết một mớ. Các bạn đi thẳng thì đi ra ngoài cầu Ba Lai 1 nha. Cầu Ba Lai ngày xưa đó. Con này mình sẽ quẹo phải. Mình đi lên cái đường quốc lộ 60 mới. Là đi mà phải chạy với mấy cái đường nhỏ nhỏ vậy nè. Mấy bạn mới chạy với những cái rừng dừa nhìn đã lắm. Mấy cái đường này thì mình hay đi lắm, tại vì đi để né giao thông cũng có một phần, cũng như nãy ngay chỗ trước cửa tòa án vậy đó, là giao thông ngay đứng chỗ đó đó. Nhiều người đi thì người ta cũng hay tẻ cái đường này lắm, tại vì nhiều khi đi rồi bị thổi lại rồi kiểm tra giấy tờ này giấy tờ nọ cũng cả buổi trời, mà lỡ xui rồi dính chấu cái gì nữa. Nào thấy nè, vừa quá trời luôn, nó trái rất là sai nha, cây nào thì cũng ba bốn hoài á, hoài gần cả chục trái. Nếu mà hoài nào mà chừng hai mấy trái thì trái nó rất là nhỏ. Với lúc này dừa nó đang vô mùa mưa nữa, nên mấy bạn uống hay nướng nó sẽ không có ngọt lắm. Nó mà mùa nắng là uống ngọt có khi gắt cổ luôn. Với bây giờ người ta trồng dừa là hay trồng cái giống dừa Mã Lai, trái nó khá là tròn, chứ không có dạng là cái loại gấu bự như dừa ta mình ngày xưa. Dừa ta mình ngày xưa thì trồng thì mà dừa khô á là làm cái bình nước rất là ngon. Tại vì cái gáo nó thì vừa chản à, thêm cái vỏ nó dày nữa. Có nước thì đang lớn nha. Nói mấy bạn chạy những cái đường này rất là đã. Nhưng mà bây giờ thì thấy vậy, chứ còn nếu mà cái lộ này nó mở rộng ra chút xíu nữa thì nhiều khi người ta cất nhà cất cửa lên cũng nhiều cũng hết à. Tại vì cái đường này thì ít người đi. Chứ cái đường này nếu mà nhiều người đi hoặc là có cơ quan xí nghiệp đồ trong đây thì người ta cũng cất nhà lên hết à, hoặc là người ta bán đất mặt tiền. Có nhà thì thường là nhà tường không nhá. Nó có nhiều nhà phía trước người ta trồng hoa cỏ đâu rất là đẹp. Ở đây thì cũng gần như là dừa với bưởi thôi. Mình lên khu vực này là khu vực thị trấn rồi. Hồi nãy mà vừa chạy qua đường trường Trần Văn Ơn á, là qua khu vực thị trấn Châu Hành rồi đó.
Cái đường rất là mát luôn. Chạy dưới mấy cây dừa nè, mà bị xui là bị dừa rụng. Nhưng mà thường mấy cây dừa lão à, chứ còn mà dừa tơ thì hiếm như nào lắm. Mà ở dưới mình thì lâu lâu rồi mới nghe bị dừa rụng thôi. Cũng như kỳ đó thì có một bác ở gần nhà kìa, bị dừa rụng. Mà có đội nón bảo hiểm nha, nhưng mà nó không rụng vô nón bảo hiểm mà nó rụng vô vai, bị nứt xương vai. Rồi cũng nằm viện mấy bữa. Nhưng mà mấy cái đó thì cũng lâu lâu mới nghe chứ không phải nghe thường xuyên. Có khi vài năm mới nghe một lần. Tại vì bên phải mình nguyên cái mương bèo luôn nè. Còn bên trái thì ba cái củi dừa người ta chất đóng đóng nè. Ở đây thì có ga, có điện đồ hết rồi, nhưng mà nhiều người ta vẫn dùng củi. Có nhà có củi thì xài củi nó đỡ tốn tiền hơn. Các bạn chỉ cần tốn công chặt hoặc là rốc củi thôi. Nói còn không mà nếu mà nhiều quá xài không hết thì đem bán. Bán cho mấy cái lò dừa đâu, hoặc là mấy cái lò kẹo bánh thôi. Gần như là ai trụm nhiều thì người ta mua. Hoặc là những cái lá dừa nè, róc bó hành bó lại thì bán cũng ngon lắm. Thường thì mua cái đó để người ta mồi lửa chứ không gì. Hoặc là có người thì người ta chuốt cọng dừa để người ta làm chổi cũng có. Còn nếu mà nhà mình rảnh thì mình chuốt cái cọng cọng dừa ra, rồi người ta lại người ta thu mua. Còn cái lá thì để mình chụm thôi. Gần như là cái gì mà người ta tận dụng được thì người ta tận dụng hết à. Thậm chí là mình thấy mấy cái gốc dừa nè, nó mục rồi đó, mình thấy cũng có nhiều người người ta lại người ta cạo, người ta lấy cái vỏ đó, không biết là để trồng kiểng cái gì á. Rồi những cái gốc dừa mà lâu năm mà để nó có mối á, thì cái đó người ta lại người ta chặt, người ta cho gà ăn, cho vịt ăn, đủ kiểu á. Gần như là mình thấy khai thác triệt để hết rồi. Đó, phía trước mặt mình đó là cầu Ba Lai 2 nha. Cái này nếu mà bạn quẹo phải thì cái hướng đi ra cầu Rạch Miễu, đi về thành phố Mỹ Tho. Còn quẹo trái thì cái hướng đi về thành phố Bến Tre. Ở ra đây thì xe chạy rất là dữ. Khúc này thì ra cầu, ra quốc lộ này thì người ta bán kẹo dừa rất là nhiều. Đặc biệt là cái khúc mà vừa qua cầu Ba Lai nè. Hoặc là mấy bạn ra ngay chỗ trạm thu phí á, là những cái khúc có bán kẹo dừa. Kẹo dừa, kẹo chuối, rồi bánh tráng, rồi bánh bía, rồi đủ kiểu hết. Ở đây để mình qua lộ nha. Ngay cái dốc cầu qua lộ nó cũng hơi khó một tí nữa. Tại vì thường xuống dốc là xe lúc nào nó chạy cũng lẹ hơn bình thường á. Nó bởi vì mấy bạn có qua khúc này thì cẩn thận tí nha. Nói đường này nếu bạn đi thẳng luôn thì đi cái hướng lên chợ Kinh Điều á. Cái đường đó hở thì mình có đi một lần, nhưng mà đi giữa đường thì mấy cây cầu nó đang làm, nên mình đi nửa đường mình phải chạy ra cái đường ngoài lộ lớn. Hình như là đang làm xong rồi đó. Thì bữa nào rảnh rảnh mình sẽ quay khúc đó cho bạn coi. Nói phía trước mặt mình nó là cầu Ba Lai 2. Khúc này thì kéo dài lên Tân Phú thì sông Ba Lai nó khá là nhỏ. Chỉ có khúc mà ở dưới Bình Đại á, thì nó mới bự ra thôi. Là lên đây bạn thấy vòng vòng thì cũng là dừa không à. Dừa với chuối là dễ thấy nhất. Bưởi thì nó hơi khó thấy một tí. Giờ thì ngoài sông thì gần như là ghe tàu nó rất là ít. Giờ thì cầu đường đâu đầy đủ hết trơn à, nên người ta đi xe là nhiều. Vận chuyển đâu cũng vậy đó. Chứ bây giờ mấy bạn mà đi ghe thì nhiều khi các bạn kiếm cái chỗ đậu cũng khó nữa. Tại vì bây giờ thì nhiều chợ thì cũng đâu còn bến đò gì nữa đâu. Có nhiều chỗ nó làm bờ kè bến dịch luôn, đâu có đậu được. Chỉ có mấy cái chợ mà sát sông lớn thì qua mai thì còn ấy. Chứ còn sông nhỏ nhiều khi bạn vô cũng được nữa. Nó bị làm mấy cái đập rồi mấy cái cống đồ để ngăn mặn hoặc là giữ nước tưới cho mùa khô, nên gần như là ghe đò khó vô lắm. Ở đây mình qua bên đây là của xã Tam Phước nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.